Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình hôm nay nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn có một con app khai thác đồng T-Rex rất là uy tín, khá 2 tháng rồi các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình cũng đã trải nghiệm và nạp rút rất nhiều lần rồi, thành ra mình sẽ hôm nay thấy nó 15 tháng 4 này nó bảo là lên sàn cái đồng coin của nó. Thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn cái cách đăng ký với nạp rút nhé. Để đăng ký cái app này thì các bạn sẽ vui lòng nhấp vào đường link đăng ký mình để ở phần mô tả nhé các bạn, hoặc là các bạn copy về đường link nhé, cho về trình duyệt nhé. Sau các bạn dán vào trình duyệt xong nó sẽ ra một cái giao diện đăng ký như thế này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ điền cái địa chỉ email của các bạn vào đây. Xong đấy là các bạn sẽ đặt cái mật khẩu của bạn. Các bạn vui lòng đặt mật khẩu thì hãy đặt mật khẩu cho dài vào nhé, có bảo mật chứ đừng đặt sổ đơn giản quá, nhiều lúc bị hack các bạn. Mình cái tài sản của mình thì mình phải bảo mật nhé các bạn. Sau khi điền địa chỉ email xong thì mình sẽ điền cái mật khẩu vào đây, xong đây các bạn sẽ bấm vui lòng đăng ký nhé. Sau khi đăng ký xong thì cái giao diện của nó sẽ là như thế này các bạn. Đây là giao diện trang chủ của nó nhé. Các bạn nào mà sử dụng trình duyệt mà nó không có tiếng Việt thì các bạn có thể sử dụng tiếng Anh hoặc là bật cái dịch lên để xem nhé. Thì giao diện của nó cũng đơn giản lắm. Thì ở đây nó sẽ có các cái phần đăng chủ của nó. Thì nó sẽ có phần nạp tiền, rút tiền và lịch sử cái nạp rút hoặc đầu tư vào đây. Đây là mình sẽ cái chỗ này là join vào nhóm của nó nhé, cái kênh của nó. Đây là những cái giới thiệu thôi, mình cũng có thể mình có đọc qua cũng được, không không đọc qua thì các bạn bỏ qua. Thì ở đây chúng mình chỉ chú ý mình là khi đăng ký xong thì các bạn sẽ cài đặt cái mật khẩu giao dịch. Các bạn sẽ vào chỗ này để cài đặt hết, cập nhật hết các thông tin vào nhé. Thì nó sẽ bắt các bạn cập nhật vào, ví dụ như tài khoản Telegram hoặc các thứ đấy, mật khẩu giao dịch các bạn bấm vào chỗ avatar đấy và cập nhật hết nhé. Thì mình sẽ giới thiệu qua, để đầu tư con app này thì các bạn phải bắt buộc phải nạp tiền đúng không? Thì trước khi nạp tiền thì các bạn phải xem cái gói đầu tư của nó đúng không? Thì đầu tư ở đây nó sẽ, các bạn ở đây là bấm vào chỗ này để xem cái gói đầu tư nhé. Lưu ý các bạn bấm vào chữ trang chủ của xong bấm vào chỗ này để xem gói đầu tư. Thì đây chúng ta sẽ bấm vào. Ở đây có đầu tư USDT 20 này, TX này, và cái đồng coin của nó TVS. Cái đồng coin này nó sẽ báo là 15 tháng 4 này nó lên sàn các bạn. Thì con này cũng 2 tháng rồi, rất chi là êm ái nha các bạn. Nó cũng không có cái hoạt động khuyến mại nào và lợi nhuận của nó cũng rất chi là thấp nha các bạn. Đấy, con này rất chi là uy tín thì mình cũng đã chơi được và trải nghiệm hôm nay chia sẻ vào đây. Thì các bạn nạp tiền vào thì các bạn sẽ bấm vào tùy vào tiền các bạn loại nạp vào tiền gì, nạp qua TX hoặc USDT thì các bạn sẽ bấm vào để đầu tư. Ở đây thì cái có 3 gói đầu tư các bạn đấy, gói 1 ngày, gói 10 ngày và gói 20 ngày. Thì gói 1 ngày nó sẽ có ví dụ như tối thiểu, số mức tối thiểu ở đây là TX nha các bạn. Thì TX ở đây là nó tối thiểu là 15 15 TX là các bạn sẽ được đầu tư đến 1.000 10.000 TX này. Gói 10 ngày nó yêu cầu cao hơn là tận 200 TX nha các bạn. Và gói 20 ngày nó cao hơn nữa là 500 TX. Đấy. Nếu mà đầu tư USDT thì các bạn có thể bấm vào USDT này này. Thì ở đây gói tối thiểu với gói 1 ngày ở đây thì nó sẽ là 1,5 đô. Đấy. Và 10 ngày sẽ là tối thiểu là 50 đô cho các bạn. Nó đấy, càng ngày dài ngày thì nó càng cao hơn. Đấy, tối thiểu là tận 100 đô cơ. Đấy, của gói 20 ngày này thì cái này là mình cũng đầu tư được 2 tháng rồi. Mình sẽ cho các bạn xem cái chỗ lịch sử đầu nạp tiền và rút tiền nhé. Để xem lịch sử nạp tiền và rút tiền các bạn vào chỗ này, và lịch sử đầu tư. Thì các bạn bấm vào đây và đấy, xong các bạn sẽ xem ở chỗ đây là lịch sử nạp tiền này, đây là lịch sử rút tiền này. Đây là lịch sử mình quy đổi tiền, có quy đổi ấy. Đấy. Còn cái này là claim record, là cái lịch sử đầu tư ấy của cái gói. Đây là lịch sử nạp tiền của mình. Thì mình nạp tiền từ lúc qua là
8 tháng 1 nha các bạn, ngày 8 tháng 1 mình nạp 50 TX. Còn đây là lịch sử rút tiền. Đấy. Thì mình đã rút tiền từ ngày cũng khá lâu rồi, 11 tháng 1 này các bạn này, mình đã nạp từ rút từ 1 tháng 1 nhé. Thế mỗi ngày mình rút có một ít thôi, toàn là TX đấy. Thì mỗi ngày cũng bạn cũng được khá khá các bạn. Đấy. Và đây là lịch sử claim, có nghĩa là tiền lãi đấy. Đây là tiền các thứ lãi nó cộng lung ba tung đấy, nhiều lắm. Có đội nhóm của các bạn, có đội nhóm thì nó có hoa hồng, nhưng mà con này hoa hồng cũng không cao đâu các bạn nhé. Thì các bạn con này mình thấy đang đầu tư tương lai đấy. Còn đây lịch sử swap thì mình chưa có swap, mình chỉ nạp TX thôi. Thì các bạn nào nạp qua USDT thì dùng USDT nhé, nạp TX thì sử dụng TX. Đấy, các bạn bấm vào chỗ Spotlink này. Đấy, chọn cái số tiền loại tiền tệ mình để nạp vào, một là TX, hai là USDT. USDT thì các bạn chọn USDTC TRC20. Đấy, thì có cả cái mã QR giờ đây. Đấy, xong rồi các bạn có thể nạp qua BEP20. BEP20 thì nó không có mã QR, nhưng các bạn bấm vào chỗ này thì nó sẽ lên cái địa chỉ để các bạn có thể copy. Đấy, nhưng mình hiện tại chưa có mã QR thì các bạn cứ nạp qua USDT TRC20 đi. Đấy, cái này nạp rút tự động. Và bây giờ mình sẽ test rút cho các bạn để xem các bạn xem là nó về nhanh hay chậm nhé. Thì nó dễ để mình vào lấy tiền, cần lấy cái địa chỉ TX đã. Để rút tiền thì các bạn bấm vào chỗ WinRAP này, WinRAW này. Đấy, bấm vào đây. Và các bạn có thể chọn loại tiền, các bạn đầu tư loại tiền gì thì rút về loại tiền đấy. Mình hiện tại có TX thì mình sẽ rút TX nhé. Thì mình sẽ dán cái địa chỉ vào đây. Đấy, xong rồi mình sẽ bấm vào chữ mắc này. Ở đây có 108 TX nhé, mình sẽ rút. Đấy, các bạn bấm vào chỗ số bit này để làm lệnh. Thì ở đây nó yêu cầu cái password, thì các bạn phải đặt cái password nó mật khẩu giao dịch này rồi bằng số nha các bạn. Các bạn có thể đặt 6 số nhé. Sau khi điền xong hết thì các bạn bấm chữ confirm nhé. Đấy. Thì nó sẽ làm lệnh. Đấy, như vậy là nó báo là đã làm lệnh thành công nha các bạn. Như vậy là số tiền 15 đô la này nó sẽ trừ của mình còn 0,8 nữa. Thì bây giờ mình sẽ chờ tiền về nhé các bạn. Hiện tại là 20:22 thì mình sẽ chờ nó về. Thì nó cập nhật luôn cho các bạn. Ở đây sẽ có chữ phần swap này, thì các bạn có thể nạp tiền qua USDT, các bạn chuyển qua TX cũng được, hoặc là nạp qua TX thì các bạn bấm vào TX này xong chuyển qua USDT nhé. Thì tùy các bạn lựa chọn, tùy các bạn lựa chọn có thể sử dụng. Ở đây có BEP20 này, USDT TRC20 này, đấy. Hoặc TX nữa, các bạn có thể lựa chọn chuyển đổi qua lại với nhau, thì phí sẽ là 1% nữa các bạn. Còn đây là cái danh mục mình, cái gói đầu tư của mình. Đấy. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái gói mình mua, cái gói 10 ngày nha các bạn. Đấy. Ví dụ như các bạn đầu tư trong vòng 1 ngày chẳng hạn, thì bây giờ các bạn có thể bấm vào chỗ này để nhận lãi này. Đấy. Một ngày có thể các bạn có thể nhận được nhiều lần. Đấy. Nó có lãi là 1,5% này. Đấy, mình đã hết nhiều rất nhiều cái gói. Mỗi gói là 10 ngày, mình đã đầu tư mỗi gói là 10 ngày đây này. Đấy, cái gói miễn phí cái này là lúc đầu đăng ký sẽ được 199 đô miễn phí, nhưng bây giờ hết rồi. Thì mình nhập tiền vào thì mình sẽ mua vào cái này. Đấy, mình mua mỗi lần mua là mỗi chu kỳ là 10 ngày các bạn. Đấy, 10 ngày 1 2 3 này. Đấy, mình đã cũng chơi cũng gần được 2 tháng rồi đấy. Đấy, nói chung là app này ngon, lợi nhuận rất là ổn định, 1,5% các bạn nhé. Nó không có lãi kép đâu, nhưng mà tính 10 ngày các bạn tái một lần. Thì hôm nay thì mình chỉ giới thiệu qua cho các bạn con app này. Mình đã từng chơi và thấy nó uy tín, rất là ngon, thì mình giới thiệu cho các bạn. Và sau đây thì mình sẽ làm cái chương trình là quay trúng thưởng của video trước. Bạn nào trúng thưởng thì vui lòng liên hệ mình để nhận 50.000 đồng được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của các bạn nhé. Đây là cái video lần trước của mình, thì mình sẽ lấy cái đường link chia sẻ và sau đấy sẽ quay các bạn để tham gia cái vòng quay này. Các bạn sẽ yêu cầu các bạn là phải follow, bật chuông và bình luận những cái lời hay ý đẹp ở dưới phần mô tả nhé, phần bình luận đấy. Thì bây giờ mình sẽ lấy link ấy và mình sẽ quay. Bây giờ mình sẽ tìm
Ở đây mình sẽ cho phép lặp lại hoặc trùng đấy, mình sẽ bấm tiếp tục nhé. À, ở đây là nó thông báo là đã có 79 lượt bình luận hợp lệ nhé các bạn của video lần trước. Thì bây giờ mình sẽ quay một người giải đặc biệt là 50.000 đấy, và ai sẽ là người chiến thắng. Và mình sẽ tìm một người chiến thắng. Xin chúc mừng bạn Phương Lam 2623 đã chiến thắng trong cái lượt quay may mắn này. Đấy. Bạn này đã bình luận là review hay quá. Đấy, xin chúc mừng bạn nhé. Bạn nào chiến thắng thì hãy chụp lại ảnh màn hình và cái tên các bạn, tên Google của các bạn lại nhé, để mình trao thưởng. Đây là cái bạn hôm nọ vừa trúng cái giải kia, nhưng mà do bạn này bạn dùng nhiều cái tài khoản để spam thì mình quy định là mỗi người được một tài khoản bình luận. Các bạn có thể spam nhiều tin nhắn nhưng mà yêu cầu là mỗi người chỉ một tài khoản đấy nhá mới hợp lệ. Thì mình đã trao giải cho bạn này và bạn này đã trúng thưởng nhưng mà bị chia một nửa thì hiện nhận 25.000 các bạn. Đấy, các bạn yêu cầu các bạn làm nó đúng thì mình sẽ trao thưởng bình thường thôi. Video của mình đến nay là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Thì ai đã follow mình thì hãy để lại bình luận, chia sẻ những cái kinh nghiệm khi theo dõi và kiếm tiền cùng mình. Còn ai chưa follow thì hãy follow và bật chuông để lại thông báo. Khi có mỗi video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Và mình đang vừa tiến hành cái quay xổ số thì ở tin nhắn rút tiền đã về. Đấy, mình đã rút được 106 đồng trích đấy, rất chi là nhanh. Lúc đấy là 20:22 thì hôm nay giờ đã 20:31 thì cũng rất nhanh đúng không các bạn đấy. Ở đây giờ nó báo là 20:28 đấy các bạn, chỉ trong vòng 2-3 phút thôi đấy. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại nhé.